Nhân Long Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đam mê audio trên toàn quốc. Hôm nay em quay video giới thiệu cho các bác một đôi loa rất nổi tiếng của thế giới, đó là đôi Antech 515, có model là 515. Loa rất đẹp, thùng cao to, vuông thành sắc đậy. Loa gồm 3 đường tiếng, một chung, một tép và một bát. Loa rất là đẹp rồi ạ. Cùng vuông thành sắc cạnh. Em sẽ đo kích thước của loa cho các bác xem. Loa là có chiều cao là 97 phân. Chiều ngang là đi 31 phân. Chiều sâu là 34,5 phân. Đôi loa rất đẹp, có thể bày biện rồi nghe rất là tốt luôn. Căng đẹp luôn nhá, căng không bị rách. Đôi này là trên thị trường Hà Nội là rất là hiếm luôn ạ. Chất âm của loa Antech thì là rất là đặc trưng, nhạc vàng rất là ngọt, dễ loa 8 ohm, dễ ghép âm ly ạ.